Các bạn củng cố spam share cho lên 700 like nhá. Cảm ơn anh Đinh Thái Thanh. Dạ được anh ơi. Tí nữa anh chơi cùng em luôn cũng được. Mọi người cùng ủng hộ anh chia sẻ nhá. Đấy, anh chia sẻ hôm nay đã vào comment stream của mình rồi. Nên là rất là mong mọi người Bỏ cho chấm mình. đi, bỏ chấm đi. Bỏ chấm đi. Hello Lè Văn Đinh. Cảm ơn Hà nhá, cảm ơn Hà đã ngồi nói chuyện với chị từ nãy. Chị tưởng em rảnh thì ngồi nói chuyện với chị đến hết buổi stream. Bạn nào rảnh thì cùng ngồi nói chuyện với mình đến hết buổi stream mọi người nhá. Em biết anh yêu. Sao em nhớ hôm không về nhà. Quan sát xem một tin nào không nhá. Ơ tao tưởng tao follow mày mà. Chúng ta sẽ cố cái bài top 1 nha mọi anh em. Top 1 chắc chắc không? Thì bảo đang cố đây. Xin chào Khánh Bùi. Nguyễn Kiên ơi. Sao gì đã vào top 1? Nguyễn Kiên ơi, chị like đến 6 giờ tối. Anh em cứ ở đây chờ, nếu mà bạn nào muốn chơi với mình thì game sau mọi người nhá. Hello Phúc Anh. Xin chào bạn Ngọc Linh nhá. Anh Trang ngây ngô. Ờ nghe tên cô tê vậy. Lý lấy mâm mẫu 16 không à? Giờ đây ra chỗ tao à? Ok, tao ra bây giờ. Ôi, tụt xương đây rồi. Có người không đấy? Để tao ra. Lick là gì đấy các bạn? Nick của Ly là Lily Cote VIP Pro nhá. Hello anh em. Cảm ơn Nguyễn Kiên nhá. Uầy, được thế thì còn gì bằng. Em ngồi xem chị đến 6 giờ tối thì không còn gì vui hơn. Mọi người cùng like và share stream giúp Ly nhá. Hôm trước còn lên được 1.001 người xem. Hôm nay cao nhất chỉ 89 người. 8-900 người thì phải. Ờ ok. Sao mình chạy chậm chạp thế nhở? Bắn M4 đi. Đó, ok. Ok. Và lại lần 2. Xin chào bạn Ngọc Linh nhá. Ở đây nói chuyện với Ly này, nếu mà rảnh. Đồng Hương mà. Yeah, cảm ơn em. Đấy, Đồng Hương thì phải share stream cho người ta đi chứ. Thằng cô tê này. Khánh ơi, nó đang gánh em này, Khánh ơi. Nó đang phải gánh em ấy. Trách nhiệm cao cả của nó đấy. Nick phụ hơi giống nhau đấy. Phụ hơi giống nhau. Alo, bị vang đi, bị vang không? Ừ, sao nó bị vang nhỉ? Mày vẫn bật stream. Ê, của tao à? Không, tao tắt stream của tao, tăng chỉnh nhanh độ thôi. Thế mà sao nó lại bị lệch tiếng nhỉ? Nó lại bị nhại tiếng nhỉ? Không hiểu. Chắc do máy mày kém. Mày đi với tao đi. Mày có mở bằng điện thoại không đây? Mày có mở bằng... Không, chả mở cái gì cả. Tay cầm dọc à? Ờ. Cảm ơn em nhá, cảm ơn Nguyễn Kiên nhá. Lily Cute VIP Pro ấy. Ly đầu, lờ đầu viết hoa ấy anh em. Ra ngay mà. Quay.
có đạn 5 chưa? Có rồi. Có hơn 100 viên rồi. Tao thừa 240 viên này. Rồi thừa thì cho. Cho tôi. Nhìn bạn mặc quần ống vải cu tê Vào vãi. đi ơi. Nhìn bạn mặc quần ống vải cu tê ra đấy. Đây. Nào dọc, nào dọc. Ok. Đây để mình cho cái tiếng này bé. Cái xem gì ta? Có người trong team chơi điện thoại à? Không, không có ai chơi điện thoại đâu mà nó tự bị nhại đấy anh em ạ. Phải Chứ không phải là có người chơi vào điện thoại đâu. Đi săn á? xem ai đủ cái nè. Có phải là Đi không giết muốn người Lia bot này. Có phải không Đây muốn săn ạ? đây. Bên phải có người kìa mày. Bot mà. Nhìn đi như bot đấy Nhìn cách đi là biết là boss. mẹ. Ok, Tôi đang nhiều đi ngáo lìm. mày dám chê à? Nhiều đi ngáo lìm. Tâm chị hay quá, cảm ơn em nhá. Hay mọi người nhớ đi qua cho Lisi một like và một share stream mọi người nhá. Sao máu mày hết thế kia? Con gái bị luận à? Nghe hay phết nhỉ, em đang yêu phết. Ai đấy? Tài xem gì đấy? À không, xem đấy, xem Lê Minh. Hà Khánh Chi à? Nghe giọng mà biết. Mini bắn đâu? Đâu? Tài đang Sao? xem là Hà Khánh Chi. Cú tê là cú gì thế? Cú tê là dễ thương ấy. Cứ tê ấy. Mình hay chơi ở cứ tê ấy. Có mini rồi. Hay quá. Lấy có bao Có. mày động vật đàn ta bảo sao cái đéo gì cũng lấy đấy. Chúng ta đều có luôn. Đấy là sao ta đi lút đồ đều thấy gì cả. Đùa chứ. Anh em nhận bên phó nhá. Xong thảo luận Thôi đi khu cho này đấy đây. cũng biết. Ok Thái Bảo nhá. Đinh Thái Thanh ơi em sinh năm 1997 anh ạ. Bạn ấy cố tình chôn đấy. Cú tên là cu Có ông nào bắn to. lớp 7 không nhỉ? Có ông nào bắn lớp 7 không? Có. Ra đây ông ơi. Ra số 2 này. Có nhưng mà tôi thừa rồi, tôi 240 viên rồi. Sao rồi Có tắt nhiều viên lai không? hử? Đúng rồi ạ. Có nhiều rồi, tôi 240 Bạn viên rồi. mọi người rảnh mọi người ở lại Tại nói vì chuyện với em cho đỡ buồn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật ra thì hôm nay hơi buồn xíu tại vì tôi lại không bắn đạn 7, đúng mà. nó là buổi khá quan trọng nhưng mà chưa lên được Cứ đi. 1.000 người xem. Có buồn. Có buồn. Mọi người cùng comment thật nhiều nhá. Mọi người cùng comment spam thật nhiều lên. Cố lên được 3.000 comment anh em ơi. Mọi người hãy ngồi nói chuyện với em từ giờ đến khi mà nó đủ 3.000 comment. Đây. Em chỉ mới 2K1. Thực ra thì các bạn xem stream của mình thấy các bạn ấy trẻ lắm. Quả mái này. Đi số 2 ơi. Quả mái quá sida. Đi trước đi, trước Hello, đi. hello cậu nha. Cùng 97 luôn à. Và sao cho em chơi với Lộc Nguyễn. Được em ơi. Mình nói nhiều mình khát nước mà mình không dám uống. Sợ uống bị vô vệ sinh là phải đứng dậy. Lúc stream là mình kỵ đứng dậy á.
Thả chưa, thả chưa. Hí hí. Giọng dễ thương quá. Cảm ơn anh Khánh Bùi nhá. À, hát cho em nghe với chị ơi á. Các bạn muốn nghe hát thì nghe bạn Phương mình hát này. Bạn Phương mình hát hay lắm. Mình hát gì cũng không hay lắm. Các bạn yêu cầu mình hát nhưng mà mình hát có hay đâu. Ơ, à, bom kiện đâm vào luôn. Trời ơi, tuổi gì? Không gạt đó à? Tao chưa gạt được nó đâu. Ơ, sao mày phi qua được đấy vậy? Mình chưa kịp gạt thằng kia rồi. Đổ đường nhựa. Bạn Phương ơi. Cái bên phải kìa. Cái book này ấy, nó mới ra cái bản book lite, nghĩa là chơi thì như giao diện thì cũng đẹp hơn cái mobile là một tí. Nhưng mà độ kịp tâm lại giống PC ấy, bạn tải ở Garena làm chơi thử. Nó nhẹ lắm. Thế bảo chơi hay hơn book mobile vì nó đẹp hơn. Trời ơi, thằng kia chưa gạt được thằng kia hơi tiếc. Có bán chưa? Có rồi. Mẹ tao chỉ cần băng đạn thêm thôi. Không cần gì. Ủi giật thế. Hát hay không bằng ai hát. Cái bài gì mình vừa hát lúc nãy nhở? Để mình chém gió lại bài đấy cho. Bài đấy buồn lắm. Ngày xưa mình cứ nghe bài đấy là mình auto khóc ấy. Lúc thất tình ấy. Chị người đâu vậy? Chị người Phú Xuyên. Người chính là Phú Xuyên em ạ. Mai thi rồi mà vẫn còn ngồi đây xem livestream, thật ra vừa đi học về. Đấy anh em phải có những cái giây phút giải trí chứ. Đâu phải là khi nào cũng cũng cứ phải học, học là phải học suốt suốt đâu Ba đúng bản không? tính bản hướng 155 này. Ba có lấy các bản hướng 155 này. Ok. 400 viên đạn. Rồi, không thiếu gì đạn để spam rồi. Để ô tô đi đây. Đây. Đâu nhỉ? Đây 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 đây. 155 nhá. Thôi mình ngồi thôi, các bạn chở mình đi. Đúng rồi, book book PC Lite nó sẽ nhẹ hơn cả book PC chính. Nhưng mà cái cách chơi, cách ghim tâm thì nó sẽ như book PC. Nhưng mà giao diện thì đẹp hơn book mobile một tí mọi người ạ. Lên kill rồi mà, chị lên kill rồi à? Thế chắc chị không để ý đấy. Bây giờ hát như nào nhở? Hát như nào nhở? Hát như nào nhở? Hát như nào nhở? Người ơi trả lời em đi, rằng trong tim anh có em, không cần ai. Đừng nói dối, bởi vì em vẫn mong chờ một câu nói từ trái tim. Anh em cần nghe, nhớ những lúc bên cạnh anh. Em cứ nghĩ sẽ mãi như thế này. Lần. Chạy bộ thôi. Đấy, mình hát qua qua thế thôi nhá. Hack thì hack nhiều, công nhận. Hack thì hack Thế là được nhiều. rồi ông ơi, nhà xe tiếp đi, chơi được lại rồi này. Nhưng mà mình mà chơi được, Lại giết được đi. hack thì lúc ấy cảm giác là phê á. Toàn cái hết Hát xăng này. vừa đi đấy. Anh Tôi em đi thấy đâu mà đi nghe mãi tôi thế này hát chứ chưa? Bài gì đấy nhở? đó là đó. Đó đi, đó đi. Đó. Mà xây hết con mẹ nó sát rồi. Bài gì đó nhở? Mình không nghĩ ra bài ấy. Tôi phải chân À, mãi em ơi, yêu chân hay à. không yêu, không yêu hay yêu đó Đang có một mặt con lên con giây, đi rồi. bên nhau hay thôi, Cầm mặt trong nhá. chỉ một lâu. Chạy đi Không à. yêu yêu hay Rồi không nhưng mà yêu, quay em không vào đây yêu là chết hay tôi đấy. yêu. Ôi ơi, một lời thôi. Nếu Ôi, anh tôi có bắn bạn nhá. yêu đôi thì ngại gì. Ôi, mình hát cái bài này, cái đoạn đấy cao quá. Mấy thanh niên nghe Ly hát phê quá, không lái xe được. Cái xe nó bị lật anh ạ. Cái xe nó bị lật. Cái xe nó bị lật đấy. À,
là nhân duyên trời bao sao mình chẳng Ý thể xong luôn rồi thành nhá. đôi. Cái này thì bắt đầu khó chốt. Thuộc mỗi câu đấy, Cố gắng hát nha. cho anh em câu đấy luôn. Hi. Là nhân duyên trời Chỉ bất có thêm một chữ cớ nào thôi. sao mình chẳng thể thành đôi. Đấy, bị bơ rồi xem. Quan ơi, tôi chưa kịp đọc comment đấy. Đi đâu? Đi ra giữa bò mà. Chơi, đi chơi. Ôn, đừng có nghe. Ai bắn Đúng rồi, lấy cùng tôm hùm. không? Đấy, lần thứ ba xem đi stream. Chào Trần Việt Anh nhá. Hello Trần Việt Anh. Không nhảy à? Đi vào nhà đây, đừng vào khu nhà đây. Không ai có slip nhỉ? Không có slip. Có auto đẹp nhờ? Thì cho quả bom theo nổ không nhá? Ê, lổ đấy không ạ? Lổ đấy. Phê đẹp không? Phê đẹp không? Lại lại nổ không trượt phát nào. Rồi, xe đẹp không? Nào, nào. Xe đẹp không? Tôi mở đúng một phát bạn luôn. Xin chào anh Đức nha. Hello anh Đức. Còn slot không ly. Ly đang bán đủ team mất rồi. Game Hai thính sau nhỉ? bạn nào mà muốn vào chơi Tính thì được một mình. khẩu 5 hai thính nhỉ? Giàu thế. Giàu nhỉ. Đi thôi. Ra đấy chơi đi. Đi ra đây lấy ô tô đi Trận con sau anh đi. chơi với. Dạ vâng. Trận sau Rồi em đâu? sẽ tạo phòng nhá. Ai nhanh tay thì mọi người vào phòng stream thế cho là công Lên đâu bằng không mọi ạ? người nhá. Thôi Đâu xuống chờ. xuống xuống. Chờ 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 Ông chờ. đeo đâu? Ai cho? Tôi lái an toàn hơn. Ok ông nhá. Thì Đi. tôi sẽ đồng ý. Đây đây ly đây ly Đến. đây. Có ô tô kìa. Ô tô kìa, ô tô kìa, bắn 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 bắn. Tao bắn nấp một thằng rồi đấy. Bọn này bắn bạo thế, nó phi thẳng đến luôn. Lý ở trong nhà đi, Lý ở trong nhà đi. Giết chưa? Ui nó đến này, nó đến cả Cứu đấy. ra, cứu tôi, cứu được. Ui. Sao quả đấy lại bị thế nhở? Bọn này nghiện chắc luôn. Bọn này nghiện chắc luôn, bọn này hack chắc luôn. Phi thẳng đến mình để chơi này.